Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài nên nhu cầu đi lại cũng tăng cao. Một số đơn vị vận tải thông báo đã hết vé đặt trước. Các bến xe tăng cường chuẩn bị ô tô hỗ trợ di chuyển. Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu các chặng Bắc, Nam. Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến sáng 29 tháng 8, ngành đường sắt đã bán hơn 117.000 vé, chủ yếu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh trong ngày 30, 31 tháng 8 và về ngày 3 tháng 9. Do nhu cầu đi lại tăng cao nên đơn vị tổ chức chạy thêm đôi tàu SE9 trên SE10 trên tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Hàng chục đôi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, từ Nha Trang đến Đà Nẵng, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng. Cụ thể, tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn chạy thêm tàu SE29, SE30. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang chạy thêm tàu SNT4, SNT5, SNT7, SNT8 và SNT12. Tuyến Nha Trang, Đà Nẵng chạy thêm tàu SE41 và SE42. Tuyến Hà Nội, Đồng Hới chạy thêm tàu QB1, QB2 và tàu SE17. Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội, Lào Cai chạy thêm tàu SP7, SP8. Tuyến Hà Nội, Thanh Hóa chạy thêm tàu TH1, TH2. Tuyến Hà Nội, Vinh thêm NA3, NA4. Tuyến Hà Nội, Hải Phòng tổ chức chạy thêm các tàu LB9, LB10, HB3, HB4 và tàu HD2 xuất phát từ ga Hải Dương. Trong dịp cao điểm, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5% đến 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các trang web của ngành đường sắt qua ứng dụng ví điện tử hoặc app bán vé tàu trên thiết bị di động. Đồng thời, có thể liên hệ trực tiếp tại các nhà ga, các post bán vé tự động tại các điểm du lịch hoặc qua đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt. Tại bến xe miền Đông mới, hiện vé dừng nằm các tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi miền Trung của các nhà xe Phương Trang, Chính Nghĩa đã hết vé trong ngày 30 và 31 tháng 8. Nhà xe Phương Trang có dự kiến tăng cường thêm phương tiện nhưng không nhiều. Bến xe miền Đông mới sẽ chuẩn bị khoảng 10 xe ghế ngồi để phục vụ trong dịp cao điểm. Tương tự, một số nhà xe như Hữu Khánh, Sáu Bảng tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, phục vụ các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên cũng thông báo hết vé xe giường nằm ngày 30 và 31 8. Đại diện bến xe miền Tây thông tin, đến thời điểm hiện tại số lượng vé đã đạt 33,9% trên tổng sản lượng vé trong dịp lễ. Dự kiến cao điểm rơi vào ngày 31 tháng 8, với lượng khách xuất bến có thể đạt khoảng 59.000 và gần 1.900 lượt xe. Bến xe An Sương dự báo lượng khách trong dịp nghỉ lễ sẽ đạt 107% và lượt xe đạt 105% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm có thể đón khoảng 4.428 hành khách. Các bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ. Trường hợp cần điều chỉnh cước giá để đảm bảo đủ chi phí quay đầu xe thì tăng không quá 40%.